Minh được Tử Vi hoan hỷ chào đón quý cô bác, anh chị đã đến và quay trở lại với chuyên mục Tử Vi 12 con giáp trên kênh Minh Đường Tử Vi ngày hôm nay. Lời đầu tiên, thay mặt cho ban biên tập chương trình, những người làm chương trình, Minh Đường Tử Vi xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý cô bác, anh chị có được vận trình nhiều các tinh trợ lực, thần tài dẫn bước, vượng vận quý nhân, sự nghiệp thịnh vinh, tài lộc thăng tiến, có nhiều cơ hội trúng số, trúng thưởng, giàu có hơn người, đổi đời ngoạn mục. Và nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông ở phía bên dưới để được đón xem những video mới nhất mà ban biên tập chương trình Minh Đường Tử Vi đăng tải, cũng như là thấy nội dung video hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận. Kênh Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý cô bác, anh chị. Và trong nội dung video ngày hôm nay mà ban biên tập chương trình Minh Đường Tử Vi đăng tải là nội dung như sau. Chấn động, tiên tri báo trước cực chính xác. 5 ngày vàng hốt bạc đổi đời cuối tháng 10 âm lịch của tuổi Mậu Thân sinh năm 1968. Gặp may liên tiếp, gánh tiền nặng vai, đổi đời ngoạn mục, cực giàu có. Kính chào quý cô bác, anh chị và các bạn đang theo dõi kênh Minh Đường Tử Vi. Lời đầu tiên, chúng tôi xin gửi đến quý vị những lời chúc tốt đẹp nhất. Chúc quý vị có một tháng 10 âm lịch an lành, nhiều sức khỏe và tràn đầy hạnh phúc. Đặc biệt trong 5 ngày cuối của tháng, vận trình của những người tuổi Mậu Thân sinh năm 1968 sẽ có những chuyển biến đáng chú ý. Vậy điều gì đang chờ đợi quý vị phía trước? Làm sao để tận dụng triệt để vận may để đón lộc vào nhà? Trong video hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu sâu hơn về vận mệnh tuổi Mậu Thân trong giai đoạn này, đặc biệt là 3 ngày đại lộc thời điểm vàng, để tuổi Mậu Thân có thể bứt phá, mở ra những cơ hội tài chính hiếm có và đạt được thành công lớn. Quý vị đã sẵn sàng đón nhận nguồn năng lượng tài lộc dồi dào này chưa? Nếu quý vị đang có dự định quan trọng hoặc những kế hoạch mới mẻ, hãy xem đây là thời điểm tuyệt vời để hiện thực hóa giấc mơ của mình. Vậy 3 ngày đại lộc này là những ngày nào? Làm sao để quý vị có thể chuẩn bị một cách kỹ càng nhất, từ tâm lý đến hành động, để đón nhận và phát huy những cơ hội may mắn này? Video này sẽ chia sẻ từng chi tiết và các bước để giúp quý vị không chỉ nắm bắt vận may, mà còn biến nó thành công rực rỡ. Hãy cùng theo dõi để không bỏ lỡ bất kỳ điểm quan trọng nào, và tận dụng tối đa cơ hội này nhé! Liệu tuổi Mậu Thân sẽ bùng nổ như thế nào trong 5 ngày cuối của tháng 10 âm lịch? Câu trả lời sẽ có trong nội dung ngay sau đây. Quý cô bác tuổi Mậu Thân sinh năm 1968 thân mến, những ngày vừa qua có thể đã mang lại không ít thử thách, khó khăn và có lẽ cũng khiến quý vị cảm thấy đôi chút mệt mỏi, trăn trở về con đường phía trước. Nhưng đừng lo lắng, bởi theo lá số tử vi, vận may sẽ trở lại với quý vị trong 5 ngày cuối của tháng 10 âm lịch này. Đây sẽ là giai đoạn mở ra những chuyển biến tích cực, mang theo những dòng năng lượng mới giúp tuổi Mậu Thân thu hút tài lộc, đón nhận niềm vui và thuận lợi hơn trong công việc cũng như cuộc sống. Đặc biệt, trong khoảng thời gian này, quý vị sẽ gặp 3 ngày đại lộc, những ngày mà vận khí của tuổi Mậu Thân sẽ đạt đỉnh, tạo nên cơ hội phát tài hiếm có. Đây là thời điểm vàng để quý vị mở rộng vận may, biến khó khăn thành cơ hội và những ước nguyện thành hiện thực. Quý vị có muốn biết rõ 3 ngày may mắn này là những ngày nào không? Đó là những thời điểm mà nếu chuẩn bị chu đáo, quý vị có thể chạm tay vào những thành công ngoài mong đợi, nâng cao tài chính, thậm chí là mở ra hướng đi mới cho bản thân. Trong video này, chúng tôi sẽ chia sẻ chi tiết về những ngày đại lộc này, cùng với các cách mà quý vị có thể vận dụng để tận dụng triệt để vận may. Từ việc lập kế hoạch, chuẩn bị tinh thần, cho đến những lưu ý trong công việc, tất cả sẽ được tiết lộ để giúp quý vị nắm bắt cơ hội, tránh rủi ro và đạt được những thành tựu tốt đẹp nhất. Hãy cùng nhau khám phá, chuẩn bị một tâm thế vững vàng và một kế hoạch cụ thể để đón nhận tài lộc và sự thuận lợi sắp tới nhé. Về công việc và sự nghiệp. Kính chào quý vị tuổi Mậu Thân 1968. Bước vào 5 ngày cuối tháng 10 âm lịch này, vận trình sự nghiệp của quý vị đang bước vào một giai đoạn thuận lợi, hứa hẹn nhiều niềm vui và thành quả đáng mừng. Đây là thời điểm mà những nỗ lực trong công việc của quý vị sẽ được đền đáp xứng đáng, mang đến cảm giác tự tin và hứng khởi. Đối với quý vị đang làm việc trong môi trường công sở, sự may mắn như hòa quyện vào từng dự án và nhiệm vụ mà quý vị đảm nhận, các kế hoạch công việc trở nên rõ ràng và dễ dàng hơn.
đặc biệt là những nhiệm vụ trước đây có thể gặp trắc trở nay lại tìm được hướng giải quyết hiệu quả, quý vị có thể nhận thấy rằng mọi việc dường như thuận buồm xuôi gió hơn bao giờ hết, và công sức bấy lâu này sẽ sớm được cấp trên công nhận. Đây cũng là giai đoạn mà quý vị có thể nhận được những phần thưởng tinh thần hoặc tài chính, thậm chí có khả năng thăng tiến hay đảm nhận một vai trò quan trọng hơn trong công ty. Liệu quý vị có sẵn sàng đón nhận những tin vui trong sự nghiệp này chưa? Đối với quý vị đang hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh hoặc đầu tư, đây chính là thời điểm thích hợp để đưa ra những quyết định táo bạo hơn. Các giao dịch quan trọng, mở rộng kinh doanh hoặc triển khai các ý tưởng mới sẽ có nhiều cơ hội thành công. Những kế hoạch đầu tư từ trước có thể đã bắt đầu sinh lời, giúp tình hình tài chính của quý vị ngày càng ổn định và phát triển. Đây cũng là lúc quý vị có thể cân nhắc tái đầu tư hoặc mở rộng phạm vi kinh doanh để chớp lấy vận may. Có thể đây chính là thời khắc quý vị chờ đợi bấy lâu để biến ý tưởng thành hiện thực, đưa sự nghiệp lên một tầm cao mới. Hãy chuẩn bị tinh thần và sẵn sàng nắm bắt những cơ hội này quý vị nhé. Đừng để những ngày may mắn này trôi qua mà không tận dụng, bởi chúng chính là thời điểm vàng để tuổi Mậu Thân bứt phá và khẳng định bản thân trên con đường sự nghiệp. Sức khỏe của Mậu Thân cuối tháng 10 âm lịch. Quý cô bác tuổi Mậu Thân 1968 thân mến, bước vào năm ngày cuối tháng 10 âm lịch này, bên cạnh vận may tài lộc và sự nghiệp thăng hoa, sức khỏe vẫn là điều cần đặc biệt quan tâm. Đây là giai đoạn thời tiết chuyển mùa, với khí trời se lạnh và độ ẩm thay đổi, dễ ảnh hưởng đến sức khỏe tổng thể, đặc biệt là các vấn đề về xương khớp và hệ hô hấp. Để bảo vệ mình khỏi những phiền toái sức khỏe, quý vị nên lưu ý giữ ấm cơ thể, nhất là vào buổi sáng sớm và tối muộn, khi không khí lạnh dễ thấm vào người. Ngoài ra, duy trì một chế độ sinh hoạt lành mạnh sẽ giúp quý vị cảm thấy tràn đầy năng lượng và sức sống. Những hoạt động thể chất nhẹ nhàng như đi bộ, yoga hay thiền định sẽ là lựa chọn hoàn hảo, giúp giảm căng thẳng, tăng cường tuần hoàn máu và giữ cho cơ thể dẻo dai, tránh được các cơn đau mỏi xương khớp. Đặc biệt, chế độ ăn uống giàu dinh dưỡng với nhiều rau xanh và trái cây, cung cấp vitamin là điều cần thiết để tăng cường sức đề kháng, giữ cơ thể luôn khỏe mạnh trong suốt giai đoạn này. Khi đến những ngày đại lộc là khoảng thời gian mà năng lượng tích cực dưỡng phát, quý vị càng nên giữ cho mình một tinh thần sảng khoái, vui vẻ, dành ra chút thời gian để thư giãn, có thể là một buổi đi dạo ngoài trời, nghe nhạc hoặc đơn giản là ngồi thiền sẽ giúp tinh thần thư thái, dễ dàng thu hút năng lượng tích cực và may mắn. Sự hài hòa trong tinh thần và sức khỏe chính là nền tảng vững chắc để quý vị đón nhận tài lộc và tận dụng mọi cơ hội tốt đẹp trong khoảng thời gian này. Hãy chuẩn bị tâm thế thật tốt, giữ gìn sức khỏe để cơ thể luôn sẵn sàng đón nhận những vận may, tài lộc trong giai đoạn này quý vị nhé. Về phương diện gia đạo và tình cảm. Quý cô bác tuổi Mậu Thân, thân mến, trong những ngày cuối tháng 10 âm lịch, vận trình gia đạo của quý vị sẽ có những dấu hiệu tích cực, mang đến sự ấm áp và niềm vui lan tỏa trong gia đình. Đây là khoảng thời gian mà mọi người có thể dễ dàng tìm được tiếng nói chung, hiểu nhau hơn và chia sẻ cùng nhau những niềm vui, nỗi lo trong cuộc sống. Nếu trước đây có những hiểu lầm hay mâu thuẫn nhỏ, thì đây sẽ là thời điểm lý tưởng để hóa giải, giúp các mối quan hệ trong gia đình thêm bền chặt và hài hòa. Để tạo thêm sự gắn kết, quý vị nên tận dụng cơ hội này để tổ chức những buổi gặp gỡ gia đình, những bữa cơm sum vầy đầm ấm. Hãy cùng ngồi lại bên nhau, cùng chia sẻ những câu chuyện thường nhật, lắng nghe nhau và khơi gợi những kỷ niệm đẹp. Những khoảnh khắc quây quần này sẽ không chỉ mang đến cảm giác thân thuộc, mà còn là sợi dây vô hình giúp các thành viên thêm hiểu và yêu thương nhau hơn. Không những vậy, quý vị có thể đón nhận thêm niềm vui bất ngờ từ con cháu trong gia đình. Đó có thể là những thành tựu trong học hành, thành công trong công việc, hay những bước tiến mới trong cuộc sống của con cháu, mang đến sự tự hào và niềm vui cho cả gia đình. Đây sẽ là động lực để các thành viên cảm thấy gắn kết hơn, tiếp thêm sức mạnh và sự đoàn kết cho gia đình tuổi Mậu Thân. Quý vị hãy sẵn sàng đón nhận những giây phút hạnh phúc bên gia đình và tận hưởng những khoảnh khắc đáng quý này. Một gia đình hòa thuận, ấm áp chính là điểm tựa vững chắc giúp quý vị có thêm động lực để vượt qua mọi thử thách trong cuộc sống. Tiếp theo là phần mà quý cô bác mong chờ nhất, đó chính là 3 ngày đại lộc cơ hội phát tài, phát lộc. Quý vị tuổi Mậu Thân 1968 trong năm ngày cuối tháng 10 âm lịch sẽ đón nhận 3 ngày đại lộc vô cùng đặc biệt, ngày 26, 28 và 30 âm lịch. Đây là 3 ngày mà năng lượng tài lộc của quý vị dưỡng phát, mở ra những cơ hội quý giá để gia tăng thu nhập, phát triển tài chính và chinh phục những mục tiêu lớn trong sự nghiệp.
Mỗi ngày đại lộc này đều mang đến một sắc thái riêng, giúp tuổi Mậu Thân chinh phục những dấu mốc quan trọng. Ngày 26 tháng 10 âm lịch, khởi đầu cho thành công. Ngày 26 tháng 10 âm lịch này là một ngày đầy triển vọng cho quý vị tuổi Mậu Thân. Vận may về công việc và tài chính sẽ đạt đến đỉnh điểm, đặc biệt mang lại nhiều thuận lợi cho những ai đã kiên trì theo đuổi các mục tiêu dài hạn. Nếu quý vị đã dồn hết tâm huyết cho các dự án hoặc công việc, đây là lúc những nỗ lực đó được đền đáp xứng đáng. Những công việc từng gặp trở ngại hay dự án bị trì hoãn này sẽ bắt đầu có tiến triển, giúp quý vị thấy rõ con đường để đạt tới thành công. Đây cũng là ngày lý tưởng để tuổi Mậu Thân xúc tiến các kế hoạch quan trọng và mở rộng cơ hội sự nghiệp. Những cuộc họp bàn chiến lược hay thảo luận về dự án lớn, thậm chí là ký kết hợp đồng, sẽ diễn ra thuận lợi hơn mong đợi. Nếu quý vị có những ý tưởng kinh doanh mới, hãy mạnh dạn ra mắt vào ngày này. Với vận khí dồi dào, những sáng kiến này không chỉ dễ dàng được đón nhận mà còn có tiềm năng phát triển mạnh mẽ. Đặc biệt, nếu quý vị đang hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh, đây là lúc có thể gặp được quý nhân, người sẽ mang lại những lời khuyên giá trị, mở ra các cơ hội hợp tác quý báu hoặc giới thiệu các khoản đầu tư tiềm năng. Đôi khi, chỉ một cuộc gặp gỡ ngẫu nhiên hay một buổi trò chuyện ngắn ngủi cũng có thể là bước ngoặt cho các mối quan hệ và cơ hội đầu tư về sau. Người này sẽ giúp quý vị nhìn nhận công việc dưới góc độ mới, và có thể chính sự hỗ trợ này sẽ tạo nên bước nhảy vọt trong sự nghiệp. Hãy coi ngày này là điểm khởi đầu cho một chuỗi thành công mới trong tháng. Để nắm bắt trọn vẹn vận may của ngày đại lộc này, quý vị có thể chuẩn bị chu đáo các kế hoạch công việc từ trước, giữ tinh thần sảng khoái và tự tin đón nhận mọi cơ hội. Bắt đầu ngày mới với thái độ tích cực và tư duy lạc quan sẽ giúp quý vị dễ dàng thu hút may mắn và tạo đà cho những thành công tiếp theo. Ngày 28 tháng 10 âm lịch, tài lộc đổ về. Ngày 28 tháng 10 âm lịch được dự đoán là một ngày may mắn rực rỡ về tài chính cho quý vị tuổi Mậu Thân. Đây là thời điểm mà các khoản đầu tư, công sức và nỗ lực trong thời gian qua bắt đầu thu về thành quả, mà mang lại nguồn thu nhập ổn định và gia tăng sự sung túc. Nếu trước đây quý vị đã dành nhiều tâm huyết vào các dự án hoặc công việc, thì nay chính là lúc gặt hái thành quả một cách rõ rệt và đáng mừng. Trong ngày này, vận may về tài chính của tuổi Mậu Thân đạt đến mức cao, tạo điều kiện thuận lợi cho việc mở rộng kinh doanh, tái đầu tư hoặc thậm chí thử sức trong các lĩnh vực mới. Nếu quý vị đang ấp ủ kế hoạch mở rộng quy mô hoặc tham gia vào một thị trường mới, ngày 28 này là thời điểm lý tưởng để mạnh dạn bước ra khỏi vùng an toàn và đưa ra những quyết định táo bạo. Những cơ hội đầu tư xuất hiện hôm nay có thể mang lại những nguồn thu hấp dẫn, giúp quý vị củng cố nền tảng tài chính và tăng cường lợi nhuận dài hạn. Không chỉ vậy, ngày 28 âm lịch cũng có thể mang đến cho quý vị những tin vui bất ngờ về tài chính từ gia đình hoặc người thân, có thể là một khoản hỗ trợ tài chính, một sự giúp đỡ bất ngờ, hay thậm chí là tin vui về thành công của con cháu, góp phần tăng thêm sự ổn định và niềm vui cho cuộc sống gia đình. Những tin tốt này không chỉ giúp quý vị an tâm hơn về mặt tài chính, mà còn tạo động lực để tiếp tục phát triển và hoàn thiện bản thân. Tuy nhiên, dù may mắn ngập tràn, quý vị vẫn nên duy trì sự cẩn trọng trong các quyết định tài chính. Hãy cân nhắc kỹ lưỡng, tránh xa những khoản đầu tư có độ rủi ro cao để bảo đảm tài chính luôn trong tầm kiểm soát. Một quyết định vội vàng có thể khiến nguồn lực tài chính bị phân tán hoặc gặp trở ngại không đáng có. Hãy luôn tìm hiểu kỹ càng, tham khảo lời khuyên từ những người đáng tin cậy trước khi đưa ra bất kỳ quyết định đầu tư nào. Ngày 28 âm lịch là thời điểm tuyệt vời để tuổi Mậu Thân thu hút tài lộc và tận hưởng những thành quả mà mình đã nỗ lực xây dựng bấy lâu nay. Hãy đón nhận ngày may mắn này với tâm thế tự tin, chủ động và sẵn sàng cho những bước tiến mới đầy triển vọng. Ngày 30 tháng 10 âm lịch, đỉnh cao đại lộc. Ngày 30 tháng 10 âm lịch là một trong những ngày đại lộc quan trọng nhất, được coi là đỉnh cao của vận may tài chính và sự nghiệp cho người tuổi Mậu Thân trong tháng. Đây là thời điểm mà vận khí của quý vị đang bừng sáng, mang theo những nguồn năng lượng tích cực, giúp quý vị tiến bước mạnh mẽ trên con đường tài chính và công danh. Vào ngày này, quý vị sẽ thấy rõ cơ hội rộng mở để thực hiện các giao dịch mua bán tài sản lớn, ký kết những hợp đồng quan trọng hoặc ra mắt những sản phẩm, dự án mới. Vận khí dồi dào không chỉ thúc đẩy mọi giao dịch diễn ra thuận lợi, mà còn tạo nền tảng cho những thành công vượt bậc về tài chính. Đây là thời điểm tuyệt vời để hiện thực hóa những kế hoạch mà quý vị đã dày công chuẩn bị, giúp tăng cường nguồn thu nhập và đạt được những thành tựu rõ rệt.
những quyết định tài chính vào ngày này có khả năng tạo ra bước ngoặt lớn cho tình hình tài chính của quý vị, mở ra những hướng đi mới đầy triển vọng. Nếu quý vị đang suy nghĩ đến việc đầu tư, thì đây là lúc để mạnh dạn tiến hành những thương vụ lớn với cơ hội thành công cao hơn bao giờ hết. Hơn nữa, ngày này còn rất phù hợp cho các giao dịch tài sản có giá trị như bất động sản, vàng bạc hoặc các khoản đầu tư dài hạn, vì sự thuận lợi của thời vận có thể giúp quý vị đạt được lợi nhuận lớn và bền vững. Không chỉ vậy, ngày đại lộc này cũng là thời điểm mà quý vị có thể nhận được sự giúp đỡ nhiệt tình từ bạn bè, đồng nghiệp hoặc người thân. Những người này có thể là nguồn động viên lớn, cung cấp cho quý vị những ý kiến quan trọng hoặc thậm chí hỗ trợ tài chính nếu cần, giúp quý vị củng cố vị thế trong kinh doanh hoặc đạt được những mục tiêu lớn. Sự hợp tác và hỗ trợ từ những mối quan hệ đáng tin cậy này có thể mang đến cho quý vị lợi thế, giúp các dự án hoặc kế hoạch trở nên vững chắc và thành công nhanh chóng. Để tận dụng trọn vẹn cơ hội này, quý vị cần chuẩn bị tâm thế sẵn sàng, lạc quan và tự tin đón nhận vận may. Đừng ngần ngại trước những thử thách, bởi giới vận khí đang lên cao, mọi trở ngại sẽ dễ dàng vượt qua. Quý vị nên dành thời gian để lập kế hoạch tỉ mỉ, xác định rõ các bước đi chiến lược để nắm bắt trọn vẹn cơ hội trong ngày đại lộc này. Sự chủ động và quyết đoán sẽ là chìa khóa giúp quý vị tạo ra một bước ngoặt, mở ra một chương mới đầy hứa hẹn cho sự nghiệp và tài chính của mình. Ngày 30 âm lịch này chính là ngày đại lộc đỉnh cao, là thời điểm mà quý vị có thể phát huy tối đa tiềm năng và sức mạnh của mình. Hãy tận dụng từng khoảnh khắc của ngày này để tạo dựng những thành công bền vững và mở ra một tương lai rạng rỡ cho bản thân. Thưa quý vị, thế gian vạn sự khó lường, mọi thứ đều dễ dàng thay đổi, nhưng dù thế nào cũng không cần oán trách trời, oán trách người. Hãy mỉm cười vượt qua mưa gió, theo đuổi giấc mơ, đi con đường của mình. Như vậy là tốt rồi. Mọi người đôi khi vì nghe một ca khúc mà thương cảm, đọc một bài thơ mà xúc động, nghe một câu nói mà hoài niệm. Thế nhưng, tất cả tình cảm mãnh liệt đều sẽ qua đi rất nhanh, rồi cũng trở lại bình thường. Con người hay có thói quen nói, nếu như, nếu có kiếp sau, nếu như trước đây, nếu như không phải, vân vân. Nhưng mà đời người làm gì có nhiều nếu như thế. Vậy thì làm gì còn tiếc nuối, trải qua bao phồn hoa mới hiểu được sự tầm thường. Nhân sinh tựa như một chuyến lữ hành, có thể dài hay ngắn. Nhân sinh tựa một ca khúc, giai điệu lúc trầm lúc bổng. Nhân sinh tựa một quyển sách, viết đầy chua ngọt đắng cay, hỉ nộ ái ố. Nhân sinh như một dáng cờ, bày ra đầy may rủi, đi đúng thì sống, đi nhầm thì chết. Thế giới của người khác dù xuất sắc thế nào đi nữa, bạn có thể khen, có thể tán dương, có thể ước ao, nhưng đừng đố kỵ, đừng oán hận. Bởi vì đố kỵ, oán hận người khác chỉ làm tổn thương chính bản thân mình. Thế giới của bạn u ám, bạn có thể buồn bã, có thể đấu tranh, nhưng đừng chán nản, đừng tuyệt vọng. Bởi vì chán nản, tuyệt vọng chỉ có thể làm thất bại của bạn càng thêm thê thảm. Khí chất, sự điềm tĩnh, ưu nhã của một người đều đến từ sự thản nhiên sau hàng trăm nếm trải, đến từ trí tuệ sau bao nhiêu tang thương, đến từ sự đạm bạc sau bao nhiêu chìm nổi. Cuộc sống lúc dinh lúc nhục, nhân sinh khi tỏ khi mờ, cho nên hãy xem nhẹ chuyện đời một chút, học cách cam lòng buông tâm xuống. Hành lý nhẹ mới có thể đi nhanh, kết giao với người khác đạm bạc một chút, bớt tranh giành đấu đá, cố gắng quý trọng thời gian trôi qua, coi nhẹ chuyện được mất, không quan tâm chuyện hơn thua, dần dần đường phía trước sẽ tràn ngập hy vọng. Nắm bắt từng thời khắc, tạo ra những điều tốt đẹp, chớ sa sút tinh thần. Kỳ thực cuộc sống rất ngắn, từng đoạn thời gian chưa nỗ lực đều chính là cô phụ chính bản thân mình, từng đoạn thời gian tiến lên đều là thúc đẩy bản thân phát triển. Nhân sinh như cuộc chạy đua cự ly dài, khó tránh khỏi vấp ngã đau đớn. Cuộc sống có hàng nghìn con đường cho bạn lựa chọn, lựa chọn đúng đường, đi từng bước vững chãi, ắt có thể hướng tới thành công. Duy chỉ có một con đường không thể tới đích, đó là từ bỏ. Nhân sinh như một phiên chợ, mọi người gặp gỡ rồi nhanh chóng bước qua nhau. Nhân sinh như khách sạn, người qua đường nghỉ chân rồi sau đó cũng đi mất. Thuận cảnh cũng tốt, nghịch cảnh cũng được. Nhân sinh chính là một hồi không ngừng đấu tranh với các loại trắc trở. Có nhiều người quá sợ hãi trước những thất bại từng trải qua, sợ tụt lại phía sau người khác, sợ bản thân không bằng cuộc sống đặc sắc của người khác, cho nên trong cuộc sống thường than thở u buồn. Lúc trong lòng cảm thấy mệt mỏi và vất vả, hãy dành cho bản thân một khoảng trống để mình được thở một hơi dài, tâm không phiền lụy, người sẽ ung dung. Con người cũng không tách khỏi tự nhiên, trong tự nhiên có xuân hạ thu đông, phong sương mưa tuyết. Nhân sinh tương tự cũng có đắm chìm trong gian khổ, rồi hưởng thụ ánh dương.
chúc cho bạn có thể mỉm cười dưới ánh mặt trời, dũng cảm vượt qua mưa gió. Và ai đó ham hư dinh phù phiếm, cuối cùng sẽ bị tham vọng trói buộc. Hư dinh thực chất là một hình thức lừa người lừa mình, bởi vì không có nên mới cố gắng thể hiện, nỗ lực cả một đời chỉ để nhận được sự ngưỡng mộ của người khác. Đến cuối đời mọi thứ cũng quá hư vô. Người thật sự có tất cả là người không khoe khoang, không làm nô lệ cho vật chất phù phiếm, sống một cuộc đời mới thanh thản và ý nghĩa. Trong Thập Bát Xuân của Trương Ái Linh có viết, đối với những người 30 tuổi trở lên mà nói, 10 năm, 8 năm chẳng qua chỉ là một khe hở của ngón tay. Còn đối với người trẻ tuổi mà nói, 3 năm hay 5 năm có thể là một đời một kiếp. Nhưng xã hội bây giờ mù quáng theo đuổi hư dinh hơn là tuổi trẻ. Hư dinh là một kiểu lừa gạt người khác, cũng là một hành vi lừa gạt chính mình. Để thỏa mãn tâm hư dinh của bản thân, rất nhiều người đã không ngần ngại dùng những thủ đoạn lừa dối, gian xảo để tạo nên vỏ bọc bản thân với mong muốn được ánh nhìn ngưỡng mộ của người khác. Loại này trông như một chuyện nhỏ không đáng kể, nhưng sẽ phá hoại cả thanh xuân của một người, thậm chí là thời gian vàng bạc của người khác. Vì hư dinh, chúng ta có thể thấy rất rõ nhiều người tìm người yêu, mua những trang sức xa xỉ, dùng những loại điện thoại mắc tiền, lái loại xe nổi tiếng, chỉ là để hy vọng có thể khoe những cảnh ân ái, danh phận trên mạng xã hội. Nhưng lại không để ý rằng liệu điều đó có vượt quá ra ngoài phạm vi trách nhiệm của chúng ta hay không. Có người yêu rồi thì phải tốn thời gian để bên cạnh nhau, nuôi dưỡng mối quan hệ cho nhau thật tốt. Ngày nghỉ, đón Tết tốn không ít tiền để mua hoa, tặng quà, đặt bàn ăn, mua rất nhiều trang sức xa xỉ, bỏ ra nhiều tâm huyết bảo vệ, lo lắng sẽ bị tổn hại, dùng những loại điện thoại mắc tiền. Còn phải ngày ngày theo dõi thông tin, khi vừa có kiểu điện thoại mới trên thị trường, phải lập tức đi mua cho bằng được, nếu không sẽ trở thành lỗi thời. Lái những chiếc xe nổi tiếng, mỗi tháng tốn tiền dây không nói, lại còn phải tốn một khoản tiền dưỡng xe. Ham muốn được chia sẻ trước mặt người khác, nhưng lại không chú ý đến cái giá phải trả sau những việc đó. Có rất nhiều người kiếm được bao nhiêu thì tiêu hết bấy nhiêu. Đầu tháng vừa lãnh lương, chưa đến cuối tháng thì trong túi đã hết sạch, chẳng còn lại gì, không thể trả tiền. Với tình trạng thu nhập lại có giới hạn, chỉ có thể nghĩ ra cách khác để cố gắng trang trải khó khăn. Những việc này lại không được đem ra để thảo luận trên mạng xã hội, mà chỉ biết cất sâu vào trong lòng, vì e ngại sau khi mọi người biết được sẽ cười chê. Trong lòng càng thiếu thứ gì thì sẽ càng muốn thể hiện thứ đó. Đây chính là tình trạng chung của mọi người. Nhưng chúng ta cần phải làm những gì trong giới hạn. Có người không mong mỏi những thương hiệu nổi tiếng, ngôi nhà sang trọng, xe thể thao, thường du rú trong nhà, đi làm thì không lái xe, mà ngồi xe buýt công cộng hoặc tàu điện ngầm. Vì đối với họ mà nói, phẩm chất không cần phải biểu hiện ra ngoài, tự bản thân hiểu rõ là được. Có người thì lại không để ý những hư dinh, mà lại dùng tính lương thiện để chăm chỉ nỗ lực đạt được thành công, giúp đỡ những gia đình nghèo khó cần được hỗ trợ khẩn cấp. Trong mắt của bọn họ, tiêu tiền như thế mới là có ý nghĩa. Một người biết tu dưỡng sẽ không cố chấp thể hiện bản thân mình với những chuyện nhỏ nhặt này, trái lại sẽ bỏ qua nó, đem tài nguyên của bản thân ra để sử dụng vào những mục đích thiết thực hơn. Liệu bạn có còn nhớ lúc chúng ta còn nhỏ, cha mẹ luôn bên cạnh đọc sách, dắt chúng ta ra ngoài đi chơi? Bây giờ chúng ta đã trưởng thành, đã bỏ ra được bao nhiêu thời gian để bên cạnh họ rồi? Tôi tin rằng phần lớn các bậc cha mẹ sẽ không quan tâm chúng ta tặng họ bao nhiêu món quà, tốn bao nhiêu tiền để mua thực phẩm dinh dưỡng, mà thứ bỏ họ thật sự cần có lẽ chỉ là được bên cạnh chúng ta trong chốc lát. Chúng ta nên bớt mua những túi đồ hàng hiệu, tiết kiệm một chút tiền để khi đến ngày nghỉ, có thể dắt họ ra ngoài chơi vài ngày, tiền đủ dùng là được. Hãy nhìn xem xung quanh bạn có bao nhiêu món đồ được mua bởi một phút kích động. Nếu như chúng ta tiết kiệm những số tiền này, áp lực của chúng ta có phải bớt đi rất nhiều rồi không? Chất lượng cuộc sống có phải tốt hơn không? Hư dinh phù phiếm là một kẻ vô cùng tham lam, nó đang nuốt chửng tất cả, kết quả là phải hy sinh dưới lòng tham của chính nó. Shakespeare đã phát hiện điều này. Khi ông đang phải sống trong khoảng thời gian vất vả, chúng ta nếu không cảnh giác với chính mình, thì việc có bị lòng tham chôn vùi hay không chỉ là vấn đề thời gian. Trong năm ngày cuối của tháng 10 âm lịch, đặc biệt với 3 ngày đại lộc quan trọng là ngày 26, 28 và 30, người tuổi Mậu Thân 1968 sẽ có nhiều cơ hội hiếm có để mở rộng tài lộc, phát triển sự nghiệp và gia đình. Đây là thời điểm mà vận may đang kề bên. Nếu quý vị chuẩn bị chu đáo, đặt niềm tin vào bản thân và quyết tâm tiến bước, chắc chắn sẽ nắm bắt được những cơ hội quý báu để tài chính dồi dào hơn, sự nghiệp vững mạnh hơn và gia đạo thêm hạnh phúc. Quý vị thân mến,
Minh Đường Tử Di xin chân thành cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi và lắng nghe. Hy vọng rằng với những dự báo tử vi và lời khuyên từ chúng tôi, quý vị sẽ tận dụng tốt nhất các ngày may mắn và đạt được nhiều thành công như ý. Đừng quên ấn đăng ký kênh và bật chuông để không bỏ lỡ những video hấp dẫn trên kênh Minh Đường Tử Di. Những thông tin bổ ích sẽ luôn đồng hành cùng quý vị, giúp quý vị thêm vững tin và mạnh mẽ trong hành trình cuộc sống. Kính chúc quý vị tuổi Mậu Thân 1968 một tháng bình an, nhiều niềm vui và tràn đầy may mắn. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video sắp tới.